ngày của lòng thương xót, ngày mà máu và nước đổ ra 3 giờ chiều ngày thứ sáu trên đồi Cà Phê. Ngày đó chúng tôi đặc biệt cầu nguyện cho những tội nhân, những người bỏ Chúa lâu năm lâu tháng, những người chống đối lại giáo hội, những người chống phá công cuộc loan truyền lòng Chúa thương xót. Xin cho cái hồi tâm quay trở về với lòng Chúa thương xót. Và ngày thứ bảy 11 tháng giêng là ngày quốc tế các bệnh nhân, và Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành một sứ điệp để anh chị em biết được ý nghĩa của giá trị đau khổ bệnh tật. Trong đó chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các bệnh nhân, và xin hôm đó những tất cả những bệnh nhân đến đây sẽ được chúng tôi cầu nguyện rất đặc biệt. Và mỗi ngày thì anh chị em giới đạo chúng ta sẽ dâng của lễ theo dưới đó, ít nhất là 6 đến 8 người chúng ta dâng những gì mà liên quan đến đời sống của mình rất thực tế để dâng lên Chúa, để xin Chúa giải đỡ những khó khăn trong đời sống của người làm chồng, làm vợ, trong đời sống gia đình, trong các bạn trẻ, các tội nhân và những bệnh nhân. Và kết thúc là lễ sứ điệp lễ Chúa Giêsu chịu thành quả đó, những kết quả đó. Kinh của con là cứ ra đi, cứ cậy vỡ, cứ gieo hạt, cứ làm những người tiên phong, cứ làm người bỏ được, còn chuyện của Chúa để Chúa lo, để Chúa tính, để Chúa làm, và những người đi sau được cái phúc lộc của lòng Chúa thương xót. Hallelujah! Hallelujah! Các anh chị em, Hallelujah! Và hôm nay ngày lễ hiển linh đọc ở trong thông tin của giáo sư Brandon, tôi thấy cha sứ anh chị em viết một bài chia sẻ ngắn gọn nhưng rất xúc tích, mà anh chị em chúng ta cùng lắng nghe với tựa đề là khao khát kiếm tìm. Thật kỳ thú bao nhiêu khi chúng ta quan sát thái độ của 3 nhóm người đầu tiên được loan báo về cuộc sinh hạ Chúa Giêsu. 3 loại người đó, thứ nhất là các mục đồng qua thiên sứ, thứ hai là các đạo sĩ qua vị sao lạc, và thứ ba là những hầu cận của Herode từ kinh thánh. Đó là 3 loại người, thứ nhất là các mục đồng, thứ hai là các đạo sĩ, và thứ ba là những hầu cận của Herode. Cả 3 nhóm đều được báo mộng về sự kiện lịch sử kia, nhưng thưa anh chị em, ai đã vội vã đêm ngày để tìm đến thờ lại con Thiên Chúa giáng trần? Hầu cận của Herode có vội vã không? Có hay không? Bà vua có vội vã không? Mục đồng có vội vã không? Lời to lên, mục đồng có vội vã không? Bà vua có vội vã không? Các thừa tướng và quân sĩ lính lác của Herode có vội vã không? Anh chị em có vội vã không? Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta đã vội vã tìm đến Chúa. Anh chị em quay sang hỏi thăm người bên cạnh mình coi, bạn từ đâu đến? Vội vã coi em đi. Người từ Brisbane, kẻ từ Melbourne, kẻ từ Perth, rồi từ khác từ có cái bài này không? Có biết sử dụng này không? Bây giờ mới thấy. Và dùng cho lấy trang trí cho năm trăm. Từ động mình thấy chứ động. Từ Việt Nam, người khác, từ nhiều nơi khác, anh chị em đã đến đây và chúng ta đã tay thừa hành của Herode. Những người thừa hành của Herode, những người có chức, những người có quyền, những người nắm lấy những cơ cấu, những người nắm lấy những nguyên tắc, những người nắm lấy luật lệ, họ cứng ngắc trong cái sự hiểu biết của họ, hoặc là họ đầy những thành kiến, hoặc đầu óc họ dày đặc những luật lệ, những nguyên tắc, rồi dày đặc tất cả những gì mà được nghe báo cáo mà họ không được thấy. Họ chỉ nghe báo cáo mà không được nghe rõ ràng, họ chỉ nghe báo cáo mà họ không được đến tận hang Bethlehem, đến tận nơi sờ chạm cái lòng Chúa thương xót. Cho nên họ có thể có những thành kiến, có những thiên kiến và có những quyết định không được đúng, chưa được chính xác. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho những con người ngày hôm nay là những thừa hành của Herode, và cầu nguyện cho chính những người làm Herode ngày hôm nay nắm vận mệnh của thế giới, nắm vận mệnh của đất nước, nắm vận mệnh của giáo hội, của xã hội, của giáo phận, của giáo xứ, những
những người nắm cái vận mệnh ấy phải là những người hết sức sáng suốt và hết sức can đảm, đồng thời phải là những người có sự khiêm tốn ở trong đó. Hình ảnh của hai người mục tử mà ròng rã suốt cả ba tuần lễ vẫn cứ ngồi để mà nghe, rồi sẽ chịu chắc thêm một tuần lễ nữa. Đến ngày 12 tháng Giêng là mới được mở cờ mà anh không mừng. Đấy, hình ảnh đó đẹp vô cùng, bằng bao nhiêu lời giảng, bằng bao nhiêu là những lời quảng cáo và những lời chứng tích thật cho những ai còn có những thắc mắc, còn có những nghi ngờ, còn những nghi ngại về quyền năng của lòng thương xót Chúa. Những học giả quần thần của Herodian không. Hãy báo tin lại cho chậm để cả chậm cùng đến chiều bãi người. Có đến chiều bãi người không? Mà đến để làm cái gì? Nhắc cổ người. Chúng ta nhiều khi miệng thì nói ngon lắm, miệng thì vẫn ngọt lắm, nhưng mà lòng dạ chúng ta không như vậy đâu. Chỉ có bằng mặt mà không có bằng lòng. Chỉ nói để mà nói, nhưng mà lòng dạ ta không như vậy. Miệng thì năm mô mà bụng thì một bộ giàu lòng. Hãy nói đi, báo lại cho chậm để chết cũng đến thờ lại người. Người chiều kết quả. Chị em, một người thì dân những cái món quà từ Việt Nam là khoai lang,
bóc là quay mình Movie Joe dân nước hoa. Rồi lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu vào tại sao vua, các bạn anh sẽ biết tại sao Movie Joe dân nước hoa không thưa anh chị em. Biết không ạ? Biết không? Vâng, thì xem người ta cứ cho rằng là người Phi Châu người ta kỳ thị chủng tộc, phân biệt da đen và da trắng. Những người da đen dễ bị kỳ thị và dễ bị người khác coi thường. Hôm nay Chúa muốn chúng ta không phân biệt chủng tộc, không có sự kỳ thị. Đừng tưởng rằng da đen chỉ biết dân đất, dân bùn, nhưng da đen chơi luôn nước và thứ ba, mùi hương mà chúng ta mỗi người phải trở thành những hương thơm của lòng thương xót, không phải là mùi nước hoa mình bôi để thơm ở bên ngoài, nhưng mùi hương hoa của lòng thương xót nó bay đi, nó lan tỏa khắp nơi. Người ta đến Brandon này, người ta đến Bethesda này là vì người ta ngửi thấy mùi hương gọi là hữu xạ tự nhiên hương. Hữu xạ tự nhiên hương, có mùi thơm thì tự nhiên người ta sẽ ngửi thấy cái mùi đó thôi. Người ta đang ngửi thấy mùi của lời ở sở, tức là lời ở sở, cái thằng cái quả to. Cái đồ không phải sở đen mà số làm đâu, phải giờ là nước hoa của Pháp đâu, nhưng mà nước hoa lời ở sở, nước hoa đó tên là có lẽ nước hoa đó tên là vâng, không phải là sạch đen, không phải là bất cứ nước hoa thanh hương hay thanh thiết cả, nhưng mà nước hoa lời ở sở, hương thơm của lòng thương xót, hương thơm của những con người biết xót thương nhau, hương thơm của những con người biết thực hành lòng thương xót, hương thơm của những con người biết chia sẻ cho nhau. Hương thơm ấy được bay từ Phi Châu qua Á Châu, qua Úc Châu, qua Mỹ Châu, qua đâu nữa, Âu Châu nữa, thưa anh chị em. Tất cả năm châu bốn biển đều sức lên mùi hương hoa của và đôi vua thứ ba cùng từ đâu đến, một người từ Việt Nam, một người từ Phi Châu, và ông từ đâu đến? Dạ, thưa cha, con từ Úc Châu chứ. Ông dân cái gì lên cho Chúa? Dạ, thưa cha, dân khen tôi luôn bằng vàng bạc cha. Có tay người chiên. Đây là những nhắn bài. Bà muốn không? Người chiên dân kanguru là cái con vật mà đặc sản, con gọi là con chuột túi, là con mà nó nhảy, phải không? Và nó có cái túi ở phía trước gọi là con chuột túi. Mỗi người chị em phải trở thành những kanguru của lòng thương xót. Cái con này nó không có đi mà nó nhảy. Mỗi người cũng phải nhảy như ba vua, nhảy như vùng đồng để loan báo cho mọi người biết về lòng thương xót Chúa. Hương hoa của lòng thương xót Chúa và hương hoa ấy là những bước chân của anh chị em. Những người từ các nơi đến đây, anh chị em nào từ những nơi không phải là Bethesda mà đã đến đây với lòng Chúa thương xót, xin giơ tay. Đi cao tay lên, đi cao tay lên. Rồi, chị em giơ cao tay lên, giơ hai tay lên. Rồi, bắt đầu từ mỗi đặt nha. Chúng tôi đây, từ các nơi, cháu đến đây. Chúng tôi đến đây con đường của
tội lỗi. Chúng tôi được máu của Chúa tẩy rãi, tin Chúa rửa sạch. Tôi không trở về con đường tội lỗi nữa. Chúng tôi đến đây rượu chè. Chúng tôi không còn rượu chè nữa. Chúng tôi đến đây đã cờ bạc. Hôm nay đến cùng Chúa thương xót, đi đường khác mà về không còn cờ bạc nữa. Tôi nói mạnh lên, chúng tôi đến đây là gái mú. Nhiều nhận mình. Mua có mua. Không nhận. Mua có. Mua có tí tí thì mua. Chúa thương xót với thân phận con người tội lỗi yếu đuối như vậy, Chúa không chê, Chúa không trách, Chúa không bỏ, Chúa không loại trừ, nhưng Chúa giang rộng vòng tay. Anh xem gì hình ảnh của Chúa Giêsu giang rộng vòng tay, ngước mắt nhìn trời và liếc xuống nhìn đất. Chúa giang rộng vòng tay đón nhận tất cả mọi người, kẻ có đạo cũng như là người không đạo, kẻ tội lỗi cũng như là người đạo đức, người khỏe cũng như người yếu đau, người đẹp cũng như là người xấu, người giàu cũng như là người nghèo. Ai nghèo đâu chưa này? Vâng, người chia. Chúng ta ai cũng là kẻ nghèo. Nghèo vật chất nhưng mà nghèo tinh thần. Sáng hôm nay chúng tôi đến nursing home thăm mấy người bệnh, đến thăm một bà già. Và trong nursing home họ cứ bảo Giêsu buồn lắm, trời bảo đó thế này thế kia. Nhưng khi tôi bước vào nursing home, tôi có cảm giác như là vào nhà khách sạn 5 sao, vào hotel 5 sao, vì quá sức đầy đủ. Đầy đủ mọi phương tiện, đầy đủ mọi tiện nghi. Chúng tôi đi vào cho những bệnh viện ung bướu, những người bị bệnh ung thư để mà thăm tặng quà dịp Giáng sinh, dịp Noel, dịp Tết. Anh chưa biết là các bệnh ung thư đã đau như thế, và có khi hai người nằm chung một cái giường, người thì quay đầu này, kẻ thì quay đầu kia. Còn những người nuôi người bệnh thì nằm trên gầm giường, nằm ở lối đi, không có chỗ thưa chị em, rất chật, rất thiếu thốn mọi phương tiện. Mà những người đau như thế, rồi những mùi hôi thối bốc lên như thế, mà con người vẫn cứ phải ở trong một cái nơi thiếu thốn như vậy. Bên cạnh đó thì có những nhà hàng, có những khách sạn, có những nhà nghỉ thì quá đẹp, quá sang, quá tốn, quá kém. Tôi mới đọc một bản tin là ở vùng mà tôi mới đi thăm vừa rồi là ở Quảng Ninh, Hạ Long, là có một đám cưới của một con đại gia và tiêu hết là bao nhiêu tỷ? 25 tỷ hay là 45 tỷ gì đó cho một cái đám cưới. Một người ăn, một cái bàn ăn là 35 triệu đồng một cái bàn ăn. Tức là một mình một vua này mà vô ngồi ăn là ông sơ hết 3 triệu rưỡi một bữa ăn sẽ quý. Mà cái trang trí không thôi, trang trí không cả 2 tỷ rưỡi tiền trang trí cho đám cưới. Hay cái xe hơi sang nhất để chơi, còn một cái xe mà độc đáo nhất thì là để thích như sư thần. Thì anh em, ngày hôm nay Chúa của chúng ta đang rất cần những bàn tay của con người dâng lên Chúa và những hương mộc dược. Chúa của chúng ta đang nằm ở trong những căn nhà tồi tàn, hang Bethlehem. Chúa của chúng ta đang đợi chờ những ba vua, những ông đại gia, những ông phú gia, những ông... Có những người bảo thưa cha đến giáo xứ của chúng con đây toàn gia, chứ có đại gia đâu. Bảo sao lại gọi là toàn gia, cha coi chúng tôi toàn gia, có sự toàn gia bọc xương thôi. Thưa chị em,
họ ăn một cái đám cưới mà mấy chục tỷ như vậy, thưa anh chị em, họ nghĩ thế nào? Và những người tiêu xài món tiền phung phí như vậy nghĩ thế nào? Vì còn biết bao nhiêu người ngày hôm nay đang nằm trong hang bê đeo này cần những tấm lòng thương xót đến trao cho họ. Đây khoai lang, đây là căn bu rô, đây là mùi thơm của lòng thương xót, đang rất cần những con người đó để chia sẻ với họ. Ngày 13 tháng Giêng chúng tôi trở về Việt Nam để thực hiện tiếp chương trình mà chúng tôi đang làm, đó là thực hành lòng thương xót Chúa, đem món quà Tết dân tộc đến cho những người nghèo, những em cô nhi, những người khó khăn, những người phong tùy vân vân và vân vân. Vẫn cứ tiếp tục 10 năm nay dòng đã làm như vậy. Chúng tôi là những cộng đồng đến thờ lạy Chúa Giêsu, nơi người phong tùy, nơi người bại liệt, nơi những cô gái lầm lỡ, nơi những chàng sĩ ghe ma túy, nơi những ông già bị bỏ rơi, nơi những người tù ở trong những nơi mà không được trong viếng. Chúng tôi mời mọi anh chị em cùng nhau chúng ta làm công việc đó. Và anh chị em, nếu ở đất nước này thì không thấy những người khó khăn như là Việt Nam chúng tôi, thì mời anh chị em đến thăm viếng nhau, hỏi han nhau. Ở đây chúng tôi đi một nhóm để đặt tụ họp nhau thành một cái nhóm không hiếm một lòng thương xót, rủ nhau cầu nguyện. Và có những người bảo với cha, 20 năm nay con mới gặp cái lãi trước mặt của con, tưởng nó ở đâu sáng, nó không ở bên lần này, nó không ở bên sao này, mà 20 năm nay con mới gặp, nhau để mà nói chuyện, mặc dù chỉ ở trong giáo xứ không, chỉ ở trong bên sao này thôi, mà 20 năm nay mới gặp nhau để mà sau 22 phải không 22 thì thưa anh chị em, xót xa lắm chứ. Tại sao chúng ta không đến thăm nhau? Tại sao chúng ta không trở thành những bao vua mà đến thăm những anh chị em mình, những người sống chung quanh của mình? Sau khi chúng tôi ra về rồi thì cha xứ cha phó nói là cộng đoàn chúng ta sẽ lớn lên, sẽ mạnh lên và lập một nhóm, không phải còn là một nhóm nữa, như là một tổ chức, một cộng đoàn lòng chung thương xót từ Bangstown này, là một cái nôi của lòng thương xót xuống tại một đại lợi. Tại sao không? Tại sao không? Đây là cái nôi của lòng thương xót được không? Ông giáo hỏi luôn là đây là cái nôi của lòng thương xót xuống tại cúc đại lợi này được không? Được. Ai được thì tay lên. Đường xưa tôi cũ có bóng trăng xưa.